flycamro.vn xin chào các bạn. Trong video lần này, flycamro.vn sẽ hướng dẫn đến các bạn cách điều chỉnh cài đặt gimbal cho Mavic trên ứng dụng DJI Go 4. Cài đặt gimbal rất có ích cho bạn khi bạn muốn thay đổi góc nhìn camera phù hợp với mục đích ghi nhận hình ảnh khác nhau. Một ví dụ chẳng hạn khi bạn đang khảo sát một địa hình, bạn có thể muốn di chuyển camera xung quanh để có cái nhìn bao quát hơn, hay thậm chí khi bạn muốn thay đổi những hướng quay khi bạn quay phim. Đầu tiên, bạn ấn chọn dấu ba chấm ở góc trên bên phải màn hình để vào mục cài đặt chung. Bạn sẽ thấy một cột bên trái các danh mục cài đặt nhỏ. Hãy chọn biểu tượng thứ 6 từ trên xuống. Đây là mục thiết lập cài đặt gimbal. Bạn sẽ thấy một vài danh mục thiết lập. Đầu tiên là mục thay đổi chế độ gimbal theo mặc định. Chế độ mặc định của gimbal là Follow. Đây là chế độ tự động điều chỉnh gimbal để duy trì độ cao trên không khi bạn thay đổi hướng bay Mavic. Gimbal sẽ thay đổi từ từ theo hướng xoay của Mavic cho hình ảnh di chuyển mượt hơn. Bạn cũng có thể chọn qua chế độ FPV, góc nhìn người thứ nhất. Đây là chế độ giúp Mavic khóa trục gimbal lại, giữ cố định gimbal khi Mavic đổi hướng. Tiếp theo, bạn sẽ đến mục cài đặt nâng cao. Trong mục này, ở dòng đầu tiên, bạn có thể điều chỉnh tốc độ lên, xuống gimbal khi lăn bánh răng trên tay điều khiển. Nếu bạn muốn di chuyển gimbal lên, xuống chậm rãi, hãy điều chỉnh thanh tốc độ ở mức 30-40%. Dòng thứ hai là hiệu chỉnh độ nghiêng của gimbal. Khi bật chế độ này, gimbal sẽ di chuyển lên với góc giới hạn chỉ 30 độ, giúp tránh trường hợp gimbal bị đưa lên quá cao khiến cánh của Mavic lọt vào khung hình. Dòng thứ ba cho phép bạn thiết lập độ mượt mà khi di chuyển gimbal lên xuống cho độ lia ảnh trở nên dễ chịu hơn. Dòng thứ tư cũng là tính năng nâng cao của gimbal, cho phép bạn đồng bộ hóa gimbal và Mavic. Khi bạn bật tính năng này, mọi hoạt động bay của Mavic khi xoay hoặc rẽ hướng bay đều làm cho gimbal di chuyển theo một cách nhịp nhàng. Khi bạn muốn khôi phục tất cả thiết lập trước đó về lại mặc định, hãy ấn chọn Reset Setting. Quay lại thư mục thiết lập cài đặt gimbal chính, bạn sẽ thấy ba thiết lập màu xanh dương. Hàng đầu tiên giúp bạn di chuyển nhanh chóng gimbal trở về trung tâm khi gimbal đang hướng xuống hoặc hướng lên. Bạn chỉ cần ấn chọn trên dòng chữ để kích hoạt tính năng này. Hàng thứ hai cho phép bạn điều chỉnh xoay gimbal bằng nút bấm trên màn hình camera. Ấn chọn vào dòng chữ sẽ tự động chuyển bạn đến góc nhìn camera. Giữa màn hình sẽ xuất hiện khu vực điều khiển. Ấn chọn mũi tên bên trái để điều chỉnh vai trò bên trái và mũi tên bên phải để điều khiển vai trò bên phải, tùy theo mục đích của bạn xoay gimbal bao nhiêu độ. Hàng cuối cùng cho phép bạn tự động điều chỉnh gimbal. Khi bạn ấn chọn thư mục này, sẽ xuất hiện một bảng thông báo nhắc bạn hãy chắc chắn Mavic không bị cản trở trong phạm vi chuyển động của gimbal. Nhấn OK để bắt đầu hiệu chỉnh chỉ số. Màn hình sẽ hiển thị thanh phần trăm quá trình hiệu chỉnh và sẽ mất một vài phút cho quá trình này. Khi hoàn tất, màn hình sẽ thông báo quá trình thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.